thứ chín tam muội tự tại pháp giới phật tử thế nào là tam muội tự tại pháp giới của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này ở nơi con mắt của mình cho đến nơi ý nhập tam muội gọi là tự tại pháp giới trong mỗi lỗ chân lông nơi thân của bồ tát đều nhập tam muội này tự nhiên biết được các thế gian biết các pháp thế gian biết các thế giới biết ức na do tha thế giới biết a tăng kỷ thế giới biết thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật thấy trong tất cả thế giới có phật xuất hiện ra đời Bồ Tát chúng hội thảy đều đầy rẫy, quang minh thanh tịnh thuần thiện không tạp, rộng lớn trang nghiêm, đủ thứ các báu dùng để nghiêm sức. Bồ Tát ở nơi đó hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp, trăm ngàn ức na do tha kiếp, vô số kiếp, vô lượng kiếp, vô biên kiếp, vô đẳng kiếp, bất khả số kiếp, bất khả xương kiếp, bất khả tư kiếp bất khả lượng kiếp, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết, Phật sát vi trần số kiếp, tu Bồ Tát hạnh, thường không ngừng nghỉ lại ở trong vô lượng kiếp như vậy trụ tam muội này cũng nhập cũng khởi cũng thành tựu thế giới cũng điều phục chúng sinh cũng rõ khắp pháp giới cũng biết khắp ba đời cũng diễn nói các pháp cũng hiện đại thần thông đủ thứ phương tiện không chấp không ngại vì nhờ nơi pháp giới mà đắc được tự tại khéo phân biệt mắt khéo phân biệt tai khéo phân biệt mũi khéo phân biệt lưỡi khéo phân biệt thân khéo phân biệt ý đủ thứ sự khác nhau như vậy đều khéo phân biệt tột cùng bờ mé. Bồ Tát khéo thấy biết như vậy rồi bèn sinh khởi 10.000 ức Đà La Ni Pháp Quang Minh, thành tựu 10.000 ức hạnh thanh tịnh, đắc được 10.000 ức các căn, viên mãn 10.000 ức thần thông, vào được 10.000 ức tam muội thành tựu 10.000 ức thần lực, trưởng dưỡng 10.000 ức các lực, viên mãn 10.000 ức thâm tâm, vận động 10.000 ức lực trì. Thank <laughs> you. Thị hiện 10.000 ức thần biến, đầy đủ 10.000 ức Bồ Tát vô ngại, viên mãn 10.000 ức Bồ Tát trợ đạo, tích tập 10.000 ức Bồ Tát tạm, chiếu rõ 10.000 ức Bồ Tát phương tiện, diễn nói 10.000 ức các nghĩa, thành tựu 10.000 ức các nguyện, sinh ra 10.000 ức hồi hướng, tịnh trị 10.000 ức Bồ Tát Chánh vị, thấu rõ 10.000 ức pháp môn, khai thị 10.000 ức diễn nói, tu trị 10.000 ức Bồ Tát thanh tịnh Phật tử đại Bồ Tát này lại có vô số công đức vô lượng công đức vô biên công đức vô đẳng công đức bất khả số công đức bất khả xưng công đức bất khả tư công đức bất khả lượng công đức bất khả thuyết công đức vô tận công đức phật tử Bồ Tát này nơi công đức như vậy đều đã làm đủ đều đã tích tập đều đã trang nghiêm, đều đã thanh tịnh, đều đã thấu triệt, đều đã nhiếp thọ, đều hay sinh ra, đều đáng khen ngợi, đều được kiên cố, đều đã thành tựu. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này, được danh hiệu chư Phật phương Đông, nhiều như số hạt bụi mười ngàn ức A Tăng Kỳ cõi Phật nhiếp thọ, mỗi mỗi danh hiệu lại có chư Phật. Nhiều như số hạt bụi 10.000 ức A Tăng Kỳ cõi Phật thảy đều khác biệt như phương đông phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế